Chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng.com. Đợt này mình cũng đang về rất là nhiều xe thể thao để phục vụ các bạn đi trong dịp lễ Tết và trong những cái ngày mà được nghỉ lao động, trong những cái dịp nghỉ Tết dài như này thì các bạn hãy chọn cho mình những chiếc xe đạp thể thao để mà cùng gia đình và thư thái ngắm cảnh, giúp các bạn có thể đi du ngoạn rất là nhiều phong cảnh đẹp mà giúp cái tinh thần của mình giảm stress và thư thái hơn. Thì trong cái video này mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm chiếc xe Zion, hay còn gọi là Zante ở Việt Nam. Chiếc xe Zion này thì là một cái dòng xe cuộc, xe road đua. Thì từ trước tới giờ thì mình cũng rất ít về dòng xe đua road, nhưng mà đợt này thì có một chiếc này rất là đẹp nên là mình cũng quyết định là mình nhập thẳng về từ bên Nhật về để phục vụ các bạn, các bác và các cô các chú đi muốn tập thể dục trong cái thời gian cuối năm này. Thì xe được trong xe đầu tiên để mà nói chiếc Zion này thì là một cái chiếc mà đời đầu, thuộc dòng đời đầu, khá là đẹp, sơn gần như là nguyên bản và gần như là mới 90%, hơn 90%, không có một vết xước nào. Các bạn thấy là rất là ít vết xước, màu xanh nam, rất là nhã ngắt. Xe được bán tại Nhật Bản do hãng Cell Cycle phân phối tại Nhật Bản. Xe vẫn còn cái gọng nước zin của hãng và bằng lốc được người dùng ở bên Nhật Bản trang bị. Nước sơn zin nguyên bản, các cái tem mác còn nguyên, cảnh báo để mà người dùng không nên cho cọc yên cao quá dễ gây hỏng nguy hiểm đến khung, các cái tem mác còn nguyên bản và sơn rất là đẹp. Sơn này là nguyên bản đến gần 90%. Xe thì được trang bị bộ chuyển động Sora, tay lắc Sora đời đầu 8 tốc độ. Đùi Sora, gạt đĩa Sora và đè Sora. Com lê nguyên một group luôn. Vành xe được trang bị vành Alex Zim hai lớp 32 đũa. Đằng trước cũng vậy, vành Alex Zim 32 lớp 32 đũa. Đũa inox rất là sáng chói, không han, mây nhôm. Cụm phanh Techo, cụm phanh khá là thương hiệu trong dòng xe đạp thể thao Nhật Bản. Ngoài ra xe còn một chiếc chuông nguyên zin từ bên Nhật. Trên bộ dây đề có một chiếc chỉnh, một thiết bị để chỉnh chuyển số nhanh, giúp cho xe sang số, về số mình có thể chỉnh ngay trên tay này, rất là dễ dàng. Và đây là lắp chuyển số và đây là nhả đĩa, đây là lên đĩa, nhả đĩa. Cũng tương tự như vậy, đây lên lít và đây là nhả lít. Thì các bạn mà thường xuyên đã sử dụng qua xe tay lắc, xe rốt thì chắc là cũng sẽ nắm được cái phương thức chuyển số này. Nó cũng là đây gọi là tay lắc Sora. Xe được trang bị 2 đĩa và 8 lít. Vậy thì xe sẽ cho ra được tổng cho các bạn là 16 tốc độ khác nhau. Chiếc yên thì vẫn còn nguyên bản, hơi rách một chút nhưng mà là yên nguyên bản của hãng nên là mình không có bọc lại, mình để nguyên. Xe này gần như là nguyên bản với 90%, mình không có làm sửa chữa gì hết. Chắn bùn còn nguyên ở bên Nhật. Những cái xe mà mình nhập thì hầu như là chọn lựa những cái xe hàng loại 1 rất là tốt và nguyên bản, không sửa chữa nhiều, không mua máy nhiều. Chiếc xe này thì có giá khoảng hơn 7 triệu đồng. Nếu mà các bạn quan tâm đến chiếc xe, muốn biết giá chính xác thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc inbox Zalo cho mình. Mình sẽ báo các bạn giá chính xác, bao gồm cả cước vận chuyển như thế nào để hỗ trợ cho các bạn tiền xa. Nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao và các cái cách sử dụng hướng dẫn thì hãy ấn like video để bên mình làm những video mới.
và ấn theo dõi kênh. Bên cạnh đăng ký theo dõi thì có cái hình chuông, các bạn hãy ấn vào cái chuông để các bạn những người đầu tiên mà được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có những video mới. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.